Gì lôi dữ lắm rồi cả nhà, ngồi lúc đọc câu lúc dưới luôn rồi. Không biết con cá gì đây nè, bự lắm rồi nè. Hay là con cá nè. Lôi cái đọc câu này cả nhà. Còn không biết. Rồi, lôi cái cá này không biết còn không đây. Đó còn. Có gì đây? Chào cả nhà ha, thì chiều nay mình tiếp tục đi cắm câu với cô Thiện. Chào khán giả cô Thiện. Rồi giờ mình đi cắm câu nha cả nhà. Thì nãy giờ mình cắm ở trong cái nhà đỏ trong góc đó, cả nhà thấy không? Mình cắm ra tới ngoài đây rồi, giờ mình tiếp tục nha. Rồi này gầu ghia già quá, gió quá gió. Mình sẽ cắm tiếp tục, mình cắm cái bờ này ra tới ngoài đó nha cả nhà. Mình còn mớ câu nữa, mình đi cắm với cô Thiện nha cả nhà. Giờ nhỏ sẽ quay phim, mình sẽ bắt cái móc con nhái, chỉ mọi người cách móc con nhái nha. Nhái điểm hôm mình mới bắt được mấy con cả nhà. Đấy nha, xem xỉ. Đây thì mình móc nhái trên con mắt này mình móc xuống nha. Cá lóc lúc nào nó táp cũng táp trên cái đầu, nó táp xuống chân. Rồi, giờ mình sẽ cắm thử nha. Cắm cho nhái lội nước cả nhà. Bây giờ mình đã cắm câu xong rồi cả nhà ơi. Mình cắm đây nữa, giờ mình lội về nhà luôn cả nhà ơi. Tối rồi, giờ mình quay dài gần câu nữa là mình đi về nhà luôn cả nhà. Tối mình hẹn gặp lại cả nhà vào lúc tối nha. Tối nay mình thăm hy vọng sẽ có cá lớn nha, tại mình có cắm trong mấy cái ao mấy cần nữa. Hy vọng sẽ có cá lớn. Đêm nay mình thấy coi bộ cái màu hơi bị ngon à. Mình không biết sao đây. Có khi thất trận cũng không chừng. Ngày này hên xui lắm cả nhà ơi. Đây nha, lại cần nữa. Với trước này cần nữa cả nhà. Cắm bò bừa câu quá trời luôn. Đây cây. Cắm móc ngay đầu nhái cho nhái lội vậy là dễ dính nhất đây nè. Rồi, giờ mình về cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi tối nha. Cả nhà ơi, bây giờ thì 7 giờ rồi cả nhà ơi. Giờ mình đi thăm câu nha cả nhà. Nãy giờ thăm được mớ rồi mà không thấy dính gì chứ. Cần nào đầu tiên thì mình cắm không biết giờ đây. Đây, cắm đây, bể nhẹ. Cá mini đáp bể bụng chứ. Rồi, giờ mình thay nhái nha cả nhà. Mình dính con gì cả nhà ơi. Nghe vậy lắm không biết ếch hơn cá. Sảy cả nhà. Trời ơi. Mới nghe vậy đùng đùng sảy mất tiêu rồi. Cá đáp bể nhái chứ. Ổn gì đâu. Giờ mình móc nhái lại luôn cả nhà. Gần vuông ta nói chuyện lớn không được, nói chuyện nhỏ tới nhà thông cảm nha. Chó sủa quá trời nè, móc nhái này. Rồi, giờ đi tiếp nha cả nhà. Mình cắm dính con rồi cả nhà. Đây. Dễ dữ. Móc ngay mắt cả nhà. À, giờ mình tiếp tục đi tiếp nha cả nhà. Luôn cá không biết cá gì cả nhà. Trời, cá phi. Đạp luôn cả nhà. Đằng trước thả. Nghe nhảy ra. Đằng trước mình dính đường con cả nhà, mình thấy nó nhảy tưng tưng nè. Giờ mình đi tới không? Ở đây cá phi dữ lắm, chạy dọn nước luôn. Ngày mai mình giăng lưới cho cả nhà xem ha. Kìa bên đó dính con, bên nghe mộ dính con nữa nha. Ô, hai cần hai con luôn, hai cần hai bên hai con luôn cả nhà ơi. Ấy da. Giờ mình gỡ con cá này trước đi, còn bên kia dính con nữa. Đây nha cả nhà. Đó. lên bờ. Con cắm dở quá Thiện ơi. Thiện nó cắm nó dở câu mình lên luôn rồi cả nhà. Nó được có hai con mà xảy hết con rồi. Phải không? Con cá táp nữa không? Đây cả nhà. Rồi hai con này cỡ nhau giống như bạn bè đi học chung đường mà. À, để mình móc lại nhái luôn. Chơi con nhái hết thần. À, cả nhà con thứ hai nè, hai con hai bên mộ dính luôn. Đấy. Ngon lành cành đào. Cá lúc này nó non lắm cả nhà. Nó mềm xèo, à. Bóp tới đâu nó mềm thế đó. Cảm giác như là nó non nước vậy đó. À, mình giờ mình cắm lại nha cả nhà. Cắm lại đây. Bay qua cái này mương này nha cả nhà. Giờ không biết sao bay được nè. Giờ mình tắt máy quay mình bay qua bển nha. Đừng còn cả nhà. Mình vừa đi vừa bắt nhái nữa hơi lâu. À, nhái nhóc luôn, nhảy. Chụp một cái hai con luôn, rồi một con à, rồi xảy luôn. Không thể xảy được. Dính đừng con nữa nè. Trời dính ếch cả nhà ơi. Hoàng tử ếch, ếch đồng phèn cả nha. Tà ná lửa cũng không có nào nhỏ chứ, ếch đây bự bự không, thịt dai lắm. Rồi giờ mình móc nhái lại luôn nè. Mình cắm câu nó không có dính, cắm câu ếch nó không dính mà lại sao nó dính câu nhái. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Còn nữa không biết con ếch hay con cá cả nhà. Nghe nó nhảy tưng tủm này, cá ếch đây. Ô, cá lóc. Cá lóc có lòng tông xeo nè. Khui nè. Lên hàng. Bự nha cả nhà. Quá ngon. Cái này không quá ngon. Cứ con 150g, 200g, 150g, 200g. Nhái đâu hết rồi. Ngồi vô đụng ếch không. Nhà đợi em xíu nha. Móc nhái vô. Mẹ giờ không biết. Ếch nữa cả nhà, ếch nhỏ chứ không bự đâu. Thấy nhảy kiểu xìu mà. Cũng được. Cũng ngon lành cành đào. Đây cả nhà. Con ếch này, con ếch vàng tươi này, con ếch đực cả nhà. Ếch đực. Bự. Ai, một cái móc nhái vô nha cả nhà. Rồi xé mới xảy rồi. Móc nhái trên mắt xuống rồi cả nhà. Cá lóc nó táp ngay cái đầu nhái không. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Cẩn nữa cả nhà ơi. Cá cẩn thôi. Yếu quá. Lên hàng. Có hàng là ngon rồi. Không cần bự nhỏ dính là được. Công sức bắt ra bỏ nhái, bỏ công đi cắm cực lắm cả nhà ơi. Có nhỏ có bự gì cũng vui chứ. Tại vì mình đi nhảy ra. Bắt một đêm nhái. Xong người qua đêm sau mình đi cắm được chứ không ai đâu đủ nhái đâu. Bữa mua nhái lỗ quá lỗ rồi. Nhảy ra hoài luôn. Rồi cắm lại nha. Chỉ được con cá này cả nhà. Nãy giờ hết nhái không rồi giờ. Giờ để nhái lại luôn. Nhái cắm bị táp bể đầu hết trơn rồi. Buồn thì chứ. Hết nhái luôn. Giờ để nhái lại luôn cả nhà. Để nhái cắm chìm xuống cho cá gì nó ăn nha. Thôi bỏ đi. Xảy gì cả nhà ơi. Không biết con gì đây. Thấy vừa lôi cả điểm đi. Ê dính cá trê gì vậy. Cái gì nghị kỳ lắm. Cá trê hay cá lóc đây. Ôi trời cá lóc cứng. Cũng được chứ không cứng. Móc má nữa. Đây. Cũng được nha cả nhà, không tệ đâu, cá bữa nay cá tội. Rồi, con nhái cứ để lại thôi chứ đâu còn nhái ở đâu cắm. Rồi nhỏ kiến lửa cắn nó lội dưới không cả nhà. Kiến lửa cắn chịu không nổi. Rồi, tiếp nha cả nhà. Chín rồi cả nhà, mà hết nhái luôn rồi. Rồi cá lóc cứng nữa. Phá mồi quá. Đây cả nhà. Ai da. Ôi. Chảy máu cả nhà ơi, dính lưỡi câu. Buồn thì chứ. Có máu lụm tiền. Rồi, cầm lại luôn cả nhà ơi. Không có mồi luôn, không có gì hết trơn, để vậy luôn. tiếp luôn cả nhà ơi. Chảy máu luôn, máu này không. Nữa cả nhà ơi, dính cá mà không có nhái giờ không biết sao móc đây nè. Cắm câu mà bắt mang nhái của con Thiện luôn cả nhà ơi. Khiến lửa nó nhảy xuống nước hoài luôn. Nè, móc ngay mắt nữa. Nguyên ổ cái lửa luôn. Rồi mình gỡ cá đi. Rồi giờ đi tiếp nha cả nhà. Cá rồi cả nhà. Giờ không còn ăn cua. Đập con cua lát. Cua con nữa nha. Lát hết mồi rồi móc nó luôn. Không có hết nhái. Trước nè. Trời dính cá cẩn nữa chứ. Và dính cá bự không ổn nhái. Đây cả nhà. Câu mồi cua chắc lúc gà chắc chưa dính đâu. Lúc gà cá nó mới nước lên nó còn khoái cái nhái. Đây nha cả nhà, con cua mình móc gần đây này, nhà mình móc không lấy nét được ta. Móc cặp dưới này lên này cả nhà. Cắm cần câu sơn cho nó chìm xuống. Rồi, móc câu chìm xuống vậy cho con cua lội nha cả nhà. Đi tiếp. Thiện lội lúc trước rồi, kiến lửa cắn nó quá nó chạy không nổi rồi. Tính con này cả nhà. Mình bắt mới nhái nè. Bắt nhái vàng. Bắt nhái vàng. Trời ơi, không có nhái mà xảy. Trời ơi, uổng gì đâu á. Buồn thì chứ. Không có nhái mà bắt dở, bắt sỉ chứ. Đây nha, chắc nó chết luôn rồi kìa. Chết. Chết. Cá bự mình chết uổng hết nè. Chết queo rồi. Tại nó cóc con nhợ lên, nó rút cái đầu nó lên khỏi mặt nước cái nó chết quèo. Rồi, tiếp tục cái theo dính luôn cả nhà. Ấy da, nước ngập khó đi quá, bờ nó trơn. Này, cá cẩn mini. Ồ. Ở trước nghe dãy đùng đùng nữa rồi cả nhà. Dính cá bự cá nhỏ thôi, trước nhà dãy đùng đùng rồi. Rồi, mini quá, thả luôn cả nhà ơi. Mấy bữa trước có bắt về nuôi mà nuôi trong ao nó cũng chết rồi, thả ngoài có xong. Rồi, cắm cái loại như chết nữa cả nhà. Chiều bờ này cắm sớm quá, nó dính chết sớm. Mình cắm cũng đâu có đến nổi nó treo mỏ đâu, nó chết rồi. Rồi, cầm lại luôn. Cầm bỏ đây chứ giờ đâu có cầm nhái đâu cầm. Tiếp này. Nãy tính bắt ốc móc mà ốc quá trời luôn, không có cây để. Còn cần cuối cùng nữa mình về cả nhà. Hết nhái hết cả, móc gì cứ cầm cây lại thôi. Sáng ngày nhổ gì luôn, giờ nhổ vậy mất công. Lụp chụp lắm. Rồi cần này dính con cuối cùng luôn rồi cả nhà. Đây. Dữ vậy. Ôi. Cầm cho cứng dữ trời. Rồi. Mình gỡ cá xong mình về nhà luôn nha cả nhà. Sáng ngày về nhà mình quay thành quả cho cả nhà xem nha. Rồi sáng ngày mình nhổ cái câu cái mình quay cái phần còn lại. Sáng ngày lúc sáng nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Thì đây là số cá tối nay mình có được nha cả nhà. Đây. 2 con ếch trên trong cái túi này. Còn con nhái nãy không bắt được. Đây cả nhà. Đếm về. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 con. 16 con nha cả nhà. Cũng nhiều dữ đó. Cá cũng trọng không không? Nè. Thấy không? Rồi giờ tới sáng mình sẽ dỡ cá mình quay tiếp nha cả nhà. Tối nay được bao nhiêu đây à? Chết hết mấy con rồi, chết con này với con kia nữa. Rồi nha cả nhà. Trời sáng rồi đi nhổ câu nha cả nhà. Đồng ruộng sen cắm vòng vòng mấy ruộng nữa nè. Cá ghê gớm. Rồi giờ đi nhổ nha cả nhà. Vì nãy giờ nhổ cũng được mấy cây rồi. Giờ thấy cây dính mình quay tiếp nè. Cái gì đây? Cá lòng tông rồi. Hello. Học con hàng đầu tiên của buổi sáng nay nha cả nhà. cắm vòng vô vuông người ta nói chuyện không dám lớn được, chửi khỏi nói luôn. Móc ngay mới đào nữa kìa. Đây. Rồi đi tiếp nha cả nhà. Kia dính con cò lép nữa cả nhà, nghe nhánh cây nè. Đứng nhanh nhánh cây nè. Dính cò lép nữa. Giờ nữa nhổ hai cần này qua cái mình bắt cò lép vô cả nhà coi. Đúng cò lép luôn, đúng lép thiệt luôn á. Đây cần không dính, đây cần không dính nữa. Dính cần trên. Giờ mình bắt con cò lép trước đi. Cò lép. To đúng là lép luôn à. Trời ơi, lép thôi mổ không mổ á đúng lép luôn đó nha, còn lép luôn. Đây giờ mình nhổ ba con câu kia nha, rồi mổ về nhổ ba con câu kia nha cả nhà. Quất nháy ở bên kia dính hai con rồi. Đó, lôi nè cả nhà, lôi quá lôi. 1, 2, 3 khui nó xíu luôn đây nha. Ai trước dính con nữa nha, có chú đang móc sen rồi nha. Đấy. Mới sáng sớm chú gà cho móc sen này. À, giờ mình tới mình dỡ cái cần câu này nha. Đây, dính đây. Hai cực hai con. Khui. Trời trời. Móc ngang mắt nữa. Để nẹt lại. Đó. Cá lớp gà trong ao nó ra đâu hết trơn rồi, cắm ngựa dính, cắm mấy cần trong ao sáng giờ không dính cả nhà. Đây, tiếp nha. Dính con rồi cả nhà, ngay chỗ đó đó. Bây giờ mình tới nha. À, treo đọt đây. Treo giò. Treo giò quên nữa. Đây. Có lý. Đây nha. Bước coi cốc. Dạ. Dạ, không có cá bự chú ơi. Quên cái vụ này hổng về cắm từ đầu tới giờ không được con cá nào nửa ký chứ 3-4 gram không mà. Đây nha. Mấy anh chú cũng hỏi hổng về có cá bự không. Rồi giờ mình đi tiếp nha. Dược thấy lòi nữa không, dính không đây cả nhà. Thấy nó đâm con nhỏ nó đâm xéo xuống dưới mà không biết dính không. À dính con cua, con cơm gì. À dính quá giật kìa. Chất lớp rồi cả nhà ơi. Ê dính. Ồ, thấy lôi không lôi hết trơn, lại tới không lôi hết trơn sao dính. Hay đùa. Đây cái này nha. 1.000 mắt nữa. Bao xịn lưỡi câu luôn không? Anh trước thấy nó lồi xuống nữa rồi mới dính này xong này cả nhà. Thấy cần câu nó cong xuống nữa rồi đó. Có lý vậy đó, tới luôn rồi sao? Tới luôn nha. À. Xem chẻ là luôn có cọng dữ à. Kiếm con gì rồi à, sảy rồi. Rồi sảy rồi cái này lôi vô đây chắc con lương quá. À, rồi đi tiếp nữa nha, dính quay tiếp nha. Lôi cong đọt nữa rồi lôi vô bờ không cả nhà, chắc cua hay gì kéo vô bờ quá chừng luôn. Bờ này không lá lương à, cua quá. Tiếp luôn cả nhà, trước dính cá hàng ếch gì cả nhà. Treo quên lên ếch thì treo lên này, nhảy với cốc nhợ lên này, treo nhỏ lên. Cái sáng ngày nước lớn rồi nó ngập luôn á mà. Ồ con ếch quá tổ, ếch bự chứ không tổ dữ à. Nhảy gì em khôi đây cả nhà. Ếch cũng ếch, mấy con ếch đây thấy dày chứ nó nặng lắm nè. ếch này cỡ 150 gram có. Ếch thì chứ nặng lắm, cái ếch bên đây thôi, con nào nấy nó nặng kịch. Tiếp cái nhà gì lồi dữ lắm rồi cả nhà, ngồi lúc cái đọt câu lúc dưới luôn rồi. Không biết con cá gì đây nè, bự lắm rồi nè, hay là con cá nè, lôi cái đọt câu này cả nhà. Còn không biết cái cây này mới còn không này. Đó còn. Con gì trời? Cái tre gì vậy cả nhà? Coi nè. Đánh bạo. Ôi ô, con cá tre mẹ ơi. Hết biết con cá tre. Sao đây? Cho nó nằm êm cái mình bẻ ngành nó đi. Chứ mấy nó quất một phát là sốt luôn, hành sốt luôn đó nha. Ngành nó bén. Ôi ơi, cứng dữ vậy, không bẻ được rồi nha ơi. Giờ mình sẽ xử lý cái ngành đó rồi mình đi tiếp nha nha. Cho cả nhà coi cái hàng nè. Trời, nó lôi lúc đột luôn. Trước chín còn cá nữa mà chết thì thấy nó không nhúc nhích, thấy con cầu còng xuống không nhúc nhích. Cắm ngay bờ chuối nữa nha, dính hồi sớm. Ôi chết quê, chết thì làm khô, chiên cơm thì ngày nào cũng có đồ ăn hết trơn cả nhà. Đó, móc ngay ba đào quay cục lỗ luôn. Sáng ngày từ bên nhà mình chạy qua đây trò lạnh teo bugi hết trơn, teo queo luôn. Rồi tiếp nha cả nhà, bờ quá chết trơn cả nhà, cua lôi đầu hết trơn, chết nữa ha, còn sống nó nhích hết trơn. Ôi ngụm cua tỏi rồi, ngụm tỏi cả nhà. Cua kéo te tôi ở đuôi trơn, dính ngay mắt nữa, kéo cái nó ngụm, Rồi, tiếp nha nha. Trước dính thấy dính nữa vậy nha. Dính thiệt cả nhà. Dính treo giò luôn rồi, treo mỏ này. Chết sống không biết ra sao đây. Tình hình này hơi căng. Còn sống cả nhà. Con nhỏ nó cốc là tầm 80 độ. Ôi, khui, đen thùi lùi vậy trời. Đấy ra. Con này xém xỉ tét mỏ. Móc vô mắt mà sẽ không vô mắt, móc vô mỏ. Rồi, tiếp nha cả nhà, bên kia cần không dính này. Lương thì con gì lôi cong cần mà không có dính, không thấy nhúc nhích trơn cả nhà. Lương chắc. Lôi con câu cong cái này nè, con câu nè. Còn không? Lương chắc rồi mà không biết dính không, không dính này. Lôi gãy câu luôn à. Lôi gãy câu luôn. Rồi không dính này. Đi tiếp cả nhà. Bờ này có lương chắc luôn cả nhà. Lôi nó quấn cục nữa cả nhà. Đây nè. Lôi quấn cỡ này nè. Chiều nay chắc ngày mai gì ginh trúng ở đây đặt cả nhà. Quá trời. Nãy giờ 2 cần liên tiếp lôi lúc đọt luôn. Quấn cuồng này nè. Đi tiếp đi cả nhà. Dính con gì mà lôi vô bờ cả nhà. Có khi dính lương luôn không chừng. Mấy lương này nó láo lét dữ lắm rồi. Rồi dính con gì mà kiến lửa bu cỡ này nè cả nhà. Không biết phải bu câu không. Ôi sảy rồi, không dính thôi. Lửa nè, trời ơi nó cắn. Bà này lương chắc luôn nha. Bà này lương chắc luôn. Không có thứ gì. Lương dữ lắm. Xeo cục lưỡi câu nữa. Rồi, tiếp nha cả nhà. Nãy giờ mấy cần bà trên này dính mấy con mà chết trơn cả nhà. Chết mà nó sình nó nổi bụng lên là hiểu rồi đó. Cũng bự chứ đâu nhỏ đâu mà chết. Rồi tiếp luôn cả nhà. Con treo gôn lên nữa cả nhà. Cá này bự á, mà treo lên nè, quấn xây quấn cốc nhợ với keo gôn lên. Rồi kia dính con nữa. Có lý đã, hay có lý lại đã. 1 2 3. Ui. Vậy rồi. Rồi sức mó rồi. Đó, sức luôn. Xem nữa rớt xong rồi. Đây nè, tác mỏ. Cắm câu này là đam mê nha cả nhà, là niềm vui nha cả nhà. Mình cắm mình quay clip chia sẻ cho anh em thôi. Đam mê. À, quên nói nữa. Khúc này là khúc Tân Thạnh nha cả nhà. Mình cũng ở Tân Thạnh luôn, nhưng mà khúc này là gần trung tâm thị trấn Tân Thạnh nha cả nhà. Khúc này là cái đồng bưng. Nước nó sâu hơn là mấy cái đồng bên kia. Cho nên là cá nó gom gì đây cả nhà. Cá gom gì đây nhiều lắm. Mà người ta cũng chích xịt cá đâu nhiều lắm. Ở đây là nó nằm bên thuộc xã Nhân Hòa nữa nè. Anh em nào Tân Thạnh thì biết rành luôn, xã Nhân Hòa. Anh em nào Tân Thạnh Long An thì chắc có lẽ là biết được xã Nhân Hòa nha cả nhà. Rồi, mình không nói nhiều chuyện nữa, mình đi tới nha cả nhà. Cả nhà thấy đó dính cái gì chưa? Đó, cậu đấy không? Cá lóc gì cả nhà cũng chưa biết nữa. Mặt trời lên này, đang lên. Đó. Cá lóc kìa. Được, ở lý. Chích queo luôn rồi, chích ngẫm luôn rồi. Trời ơi. Buông gì? Nước càng nhách nè cả nhà. Tới đó tới đất đất rồi đó. Càng nhách nè, cắm cặp mé, cắm sát mé, cắm không được. Cắm ở ngoài thì nó dính sâu nó ngoẻo đuôi vậy nè. Cặp mé cạn quá, cắm không được. Nước thấy vậy mình thấy ngập bờ ganh nha, chứ cái bờ ganh này nó thấp á. Cái cặp bờ ganh nó càng khô. Loại nếu mà loại nước này nó lúng luôn nữa chắc cũng khoảng cỡ tới đầu gối đó cả nhà. Tiếp cả nhà. Dạ không phải Vlog Vlog. À, giờ mình về nhà cả nhà. Đó anh chị đang chống xuồng, anh Tân với chị. Còn mình cần câu nữa. Ảnh chống xuồng à, ảnh ghẹo mình về. Rồi, giờ mình về nha cả nhà. Thì chút nữa về tới nhà mình quay cá cho cả nhà coi nha. Thì giờ mình về tới nhà cả nhà ơi. Giờ mình đổ thành quả của mình ra nha. Ui, con đầu tiên rồi. À, con hàng đầu tiên nha nè. Ốm như cò ma luôn đó, nó là cò ma đó. Nó rồi nhảy. Nhảy lôi câu đi rồi. Đó cả nhà. Thì buổi sáng này mình được nhiêu cá này nè. Có con cá chê quá bự. Bọn mà chết, sáng ngày chết trắng hết trơn nè. Con này chết, con này chết, con này chết, hai con này chết nè. Hai con bên đây chết nữa, con dưới chết nữa. Chết nhiều lắm. Rồi giờ mình sẽ đổ cá hồi tối ra nữa nha cả nhà. Sẽ đổ cá hồi tối ra nữa nha. Ô, dữ à. Đó đây. Tầm thao này tầm khoảng 3 kg, hơn 3 kg cá nha. Cá không có bự, cá nhỏ nhỏ không cả nhà. Rồi cả nhà thấy hay nhớ like, chia sẻ nha, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà luôn vui vẻ mạnh khỏe nha.